một số người trong cái thời tuổi trẻ họ xem cái người yêu mình là cả một trời thương nhớ. Chính vì cái niềm tin mãnh liệt như vậy nên thường quý vị thấy những cái gì điên rồ nhất, người ta dám nghĩ dám làm nhiều nhất là nằm ở cái tuổi trẻ, đặc biệt là mấy cái màn cầu hôn. Không, tôi nghĩ là vì kiếp trước mắc nợ đó. Biết đâu kiếp này cũng có một người mắc nợ này, cái người đàn ông này cũng là phải mướn vũ đoàn này, mua quần áo đẹp này, tập nhảy flash mob ở trên tòa nhà của một khách sạn 5 sao cao cấp sang trọng. Nghe nó hơi Sài Gòn. Quen, nghe thấy nó hơi sai sai nha. Vừa lưu diễn từ bên Mỹ về, mệt muốn chết. Vậy mà vẫn phải gọi cô đấy lên trên đó, lừa gạt lên con người ta là lên trên đó có việc gì đó. Rồi cuối cùng là lên cầu hôn người ta. Tôi mới móc mé cô gái Quảng Bình, bây giờ cô gái Quảng Bình tấn công lại tôi. Dạ, giờ người đó là Trấn Thành. Kể chuyện đi, là anh đã cầu hôn như thế nào? Còn đời tôi, chứ bây giờ biết cầu hôn là gì hết. Chỉ có cầu hôn thôi phải không? Cầu hôn ít tiền, nhưng mà tôi nghe đồn cái vụ án cầu hôn nó hơn 100 triệu. Thì cũng hơi tốn kém thưa quý vị. Gì hả? Cái câu chuyện nó đúng đó, 100 triệu đó là còn chưa tính cái nhẫn đó. Dạ chưa, chưa có nhẫn đó, hoa gì chưa. Chỉ là tiền set up thôi đó. Trời, tự nhiên mình đi khui ra tôi làm gì không biết nữa thiệt. Kể đi cho người ta biết là mình có hiếu với phụ nữ. Thưa quý vị, thì nó xuất phát từ một cái buổi ăn tối của Trấn Thành với là cô Trác Thúy Miêu ở trên cái tòa nhà AB Tower. Thì tôi có ăn tối trở thì tôi mới bảo rằng là chắc tôi định cầu hôn bà Miêu ơi. Bà rất là phấn khích, bà làm như là bà hối tôi cưới hay gì đó. Cuộc đời tôi không làm thú vị thì tôi thà không làm đám cưới. Cuộc đời tôi là phải thú vị. Bây giờ mình làm cái gì cho thú vị đây? Thì thật sự là cũng nhờ Miêu. Miêu có rất là nhiều cái ý tưởng táo bạo. Bà vô tình bà ngồi ngay cái view mà nhìn ra ngoài là ở bên dưới nó là cái hồ bơi. Bà nói xài cái hồ bơi đi xin. Ông tưởng tượng một người phụ nữ ngồi ở đây, thả con mắt xuống dưới, vô tình thấy cái hồ bơi có vài dòng chữ thì ông nghĩ như thế nào? Rồi tôi nói wow. Thả con mắt xuống dưới hả? Ồ, ý tưởng thông minh nha, tôi nói ý tưởng thông minh. Thì tôi cũng cảm ơn Miêu, sau đó tôi bắt đầu tôi đi thực hiện. Thì tôi thưa với quý vị rằng là tôi đến cái hồ bơi, tôi hỏi người ta thì người ta rất là không có hợp tác ngay từ đầu, là tại vì người ta nói là cái hồ bơi này có khách ta bơi nữa. Rồi thả đồ vô rồi nó dơ rồi làm sao. Đúng. Rồi tôi nói ví dụ như là rải cánh hoa hồng đi, rồi bả trôi hết tới giờ gió nó lùa cánh hoa hồng nó tản ra hết trơn thì cái chữ nghĩa gì mà động lại được trên đó. Cái tôi mới nghĩ ra là tôi mới thả mút ở trên á, cái cục mút to để tôi cắm hoa hồng ở trên cái cục mút, thì từ trên kia nhìn xuống sẽ thấy. Tôi thề với quý vị là tôi cũng cắm thử rồi tôi phóng lên trên lầu rồi tôi ngó xuống nó nhỏ như hột mè. Trời đất ơi. Mà đấy là chưa kể nó là không thấy cái gì hết. Tôi đọc không ra, mà may là tôi chưa có cận. Tôi tức quá trời tức, tôi nói không, phá sản, bỏ. Tôi lại phóng lên trên cái, tôi bắt đầu tôi ngồi tôi quan sát. Ngó mà ngó lại. Cái hồ bơi này nó thấp, nó xa, nhưng mà kế bên nó có một cái sân thượng rất là to. Nó có một khoảng trống rất là to, cái chỗ người ta để mấy cái bồn nước á. Thì nó có để có vài bồn nước thôi, còn ngoài ra là cả một khoảng trống rất lớn. Tôi mới nói lần này tôi phải chơi lớn thôi. Tôi mới đặt một cái chữ rất là to, quý vị biết là nó to bằng chắc là cả cái sân khấu này ấy, bằng đèn led nhá, cũng đó mấy chục triệu, là thấp nó sáng cả một vùng trời. Tôi xin người ta, với cái mối quan hệ của mình, tôi xin người ta cho tôi đặt vài tiếng đồng hồ thôi. Rồi tôi đứng lên trên đó, rồi tôi mua một cái băng rôn nó dài thật dài, tôi mướn luôn cái khách sạn đối diện. Tôi xin cái người quản lý, tôi năn nỉ cũng vì mối quan hệ, tôi năn nỉ người ta là anh cho em làm đúng vài phút thôi. Tôi đứng từ trên cái nóc khách sạn, tôi sẽ thả một cái miếng liễn xuống, trên cái miếng liễn nó có vài dòng chữ. Đêm đó tôi hẹn cô ta tới với một cái lý do rằng là cô mới đáp máy bay từ Mỹ về thôi. Là phải đi gặp khách hàng liền, tại vì tôi đóng vai là một đạo diễn muốn mời một quảng cáo tiền khủng và phải đến casting ngay cái lúc đó để gặp mặt coi là cái người biểu diễn này có hợp với cái mẫu quảng cáo này không. Thì bà Harry bà rất là tham tiền, bà đi. Nên bà đi gặp người đạo diễn thì đâu có biết là gặp tôi. Thì khi mà bà lên tới trên lầu, bà rất là ngạc nhiên. À, ông xin bà đặt mời ăn tối mà xào xào nữa ha. Bà đâu có biết gì. Thì bà đang ngồi đó. Cái tôi cũng giang bộ lãng mạn rồi đưa em ra đứng giữa cửa sổ, ngó ra bên kia. Cái bên kia tôi búng tay. Hành động, nhắn tin hành động. Bên dưới chữ đèn nổi, đèn led hiện lên sáng bừng cả một góc trời. Mẹ Harry đứng ngó máy bay. Đứng ngó tựa cửa nhìn mây trời không thèm dòm xuống. Trời ơi, tôi giận dễ sao giận. Mà đứng cứ ngó máy bay, ngó chim, ngó bay trên lãng đảng vậy đó. Tôi giận, tôi rì cái đầu xuống. Tôi đứng lại sau lưng, mà tôi mới rì cái đầu xuống. Cái dòng chữ đó thưa quý vị là dòng chữ tiếng Hàn Quốc. Harry hãy làm vợ anh nhé.
Vừa ngó xong tôi đâu có cho kịp phản ứng. Ngước cái mặt lên, đối diện khách sạn thả một cái rột xuống. Cái dòng chữ là cấm MC no. Mà vì sao kia đó vừa thấy hai cái đó xong là quay ra. Là Trấn Thành rất là may mắn. Là tất cả những cái bạn vũ công giỏi nhất của Việt Nam, tất cả những cái người trong top 20 của Show You Think You Can Dance, họ tập hợp lại 20 mấy người ở trên cái tòa nhà đó, họ đợi cả một đêm chỉ để nhảy một cái flash mob để chúc mừng cho Harry thôi. Và đó là cái cuộc cầu hôn của Trấn Thành. Wow. Một cái cuối cùng nữ diễn viên có xúc động không? Đâu làm gì được ngoài khóc và cầm nhẫn nhẹ nhàng đeo vào tay. Vâng, thưa quý vị, đó là câu chuyện của chúng tôi, những cái phút dài dột bồng bột và đầy cảm hứng của tuổi trẻ mà sẽ không bao giờ làm lại lần thứ hai. Dĩ nhiên là không nên cầu hôn nhiều lần.